Chào tất cả anh em, à, mình lại tiếp tục lên một mặt hàng đồ nghề nhọc bãi nữa giới thiệu anh em. Lần này mình soạn cho anh em một bộ kìm rất là đặc biệt. À, đây là những cây kìm chiên để anh em làm đồ thủ công mỹ nghệ. À, những anh em nào mà làm những cái đồ thủ công mỹ nghệ thì cần sử dụng những cây kìm mà không tạo ra vết dấu trong quá trình anh em làm nghề. À, thì những cái mép này là những cái mép kìm đồ trơn khi kẹp quá trình đồ thủ công mỹ nghệ thì không gây là để dấu thì bên nhật họ nó chế tạo ra những cái kìm như thế này để mục đích chuyên dụng như thế thì bộ combo này nó gồm có 10 cây kìm 2, 4, 6, 8, 10 cây nó đủ các cỡ kìm khác nhau từ kìm kẹp lớn tới kìm kẹp nhỏ nói chung là nó thiết kế cũng rất là độc đáo đó nè chuyên dụng loại này nó, nó, anh em mà mua mới giá nó cũng không có rẻ đâu những cái kìm này chuyên dụng nhỏ lớn có đầy đủ hết chi tiết lớn chi tiết nhỏ cần cặp kẹp những cái chi tiết như thế nào cũng đều có các mẫu kim khác nhau đó thì bộ nó 10 cây như thế này nè mình tổng hợp lại cho anh em đó. đủ các cỡ kim khác nhau thì những anh em nào mà làm bên cái ngành thủ công mỹ nghệ rất là cần những cái mẫu kim này bộ này rất là quý giá và kiếm cũng khó nữa chứ không phải là nó có nó có gì nhiều, nhiều đâu thì cái bộ này thì mình cũng bán rẻ cho anh em 10 cây kìm như thế này giá chỉ có 300 ngàn chưa phí vận chuyển một cây anh em nào mà làm bên ngành thủ công mỹ nghệ kim hoàn nữa sử dụng cái bộ kìm này phải nói là tuyệt vời và đặc biệt là cũng là một cái cái, cái những cái mẫu kìm đáng để anh em sưu tầm vừa là làm nghề vừa sưu tầm luôn giá là 300 trăm ngàn chưa phí vận chuyển anh em sở hữu 10 cây kìm làm đồ thủ công mỹ nghệ này À, giá rất tốt rẻ à, chỉ soạn đúng một bộ duy nhất này thôi anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi